Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời là việc nghiên cứu và tìm ra mối liên hệ giữa tuổi, can chi, ngũ hành bản mệnh của mỗi người. Từ đó có thể đưa ra được những dự đoán tương đối chính xác về vận mệnh, công danh sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe, xuyên suốt cuộc đời của một con người. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989 năm mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi đón xem. Gia chủ Kỷ Tỵ sinh năm 1989 năm mạng, có cung mệnh thuộc cung Cấn trực khai, mạng Đại Lâm Mộc, cây ở rừng lớn, khắc Đại Trạch Thổ, con nhà Thanh Đế, trường mạng, xương con rắn, tướng tinh con khỉ, Phật độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời năm mạng Kỷ Tỵ thông qua bài thơ sau. Kỷ Tỵ, cung Cấn tốt thay, mạng mộc cây lớn mọc ngay giữa rừng, đông xuân thuận số quá chừng, có kẻ tưới nước, vun chân lâu tàn, hạ thu là lỗi số chàng, lỗi sinh cực nhọc nên đành khổ thân. Số người chết hụt mấy lần, quý nhân độ mạng mới hòng khỏi nguy. Hạn xưa vất vả long đong, tới hồi vận cuối mới mong thành hưng. Cuộc đời có lắm cát tường, không thì vất vả chịu đường linh tinh. Tạo nên gia nghiệp sau này, nhờ trời Phật độ có ngày làm nên. Tổng quan, Kỷ Tỵ là những người thông minh, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng. Họ luôn đặt ra mục tiêu riêng cho cuộc sống của mình và cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt được điều đó. Cũng có đôi lúc Kỷ Tỵ rơi vào trạng thái chán nản, mất cân bằng trong cuộc sống, nhưng gia đình, người thân luôn là động lực giúp họ vực lại ý chí quyết tâm đạt được thành công. Khi còn trẻ, Kỷ Tỵ sẽ phải trải qua nhiều khó khăn thử thách trên con đường lập nghiệp, không ít những lần vấp ngã thất bại. Họ càng trưởng thành thì càng có nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Từ tuổi 38 trở đi, may mắn bắt đầu mỉm cười với họ, sự nghiệp của Kỷ Tỵ thăng tiến, phát triển mạnh hơn. Tuy nhiên sóng gió khó khăn cũng có thể ập đến bất kỳ lúc nào nếu họ chủ quan. Những người tuổi này không mong ước có một cuộc sống giàu sang phú quý, họ đơn giản chỉ cần có một cuộc sống yên bình, quây quần bên những người thân. Kỷ Tỵ coi trọng tình cảm hơn vật chất, trái tim nhân ái của họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Để con đường sự nghiệp của bản mệnh luôn được hanh thông, ngày càng vượng tiến, năm mệnh Kỷ Tỵ có thể sử dụng pháp khí chiêu tài đón vận cực hiệu quả trong phong thủy, đó chính là vòng tam hợp quý thần. Với tuổi Tỵ, bản mệnh có thể sử dụng vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu trợ tuổi cho mình rất tốt. Vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu được làm từ gỗ huyết long. So với các loại gỗ khác, khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần sẽ mất hết mùi. Còn đối với loại gỗ này thì khi chế tác thành những chiếc vòng tay sẽ không hề có mùi thơm. Nhưng khi đeo một thời gian, được tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi, hơi người thì chúng bắt đầu tỏa hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với ba viên đá mã não màu đỏ có khắc hình linh vật tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ Hỏa tiến tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn, tài lộc và bình an. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, Kỷ Tỵ là người rất coi trọng tình cảm, bởi vậy họ dành nhiều thời gian để tìm kiếm cho mình một người bạn đời lý tưởng. Họ rất ít khi rung động với những mối quan hệ mới gặp gỡ. Tình yêu của Kỷ Tỵ phải được xây dựng dựa trên sự gắn bó, đồng cảm và thấu hiểu nhau. Dù vậy nhưng không phải lúc nào cũng là người may mắn tìm được mảnh ghép phù hợp với mình. Thậm chí tình cảm của họ phải trải qua nhiều sự thay đổi. Tuổi Kỷ Tỵ sinh tháng 5, 7, 11 âm lịch. Muốn tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình, Kỷ Tỵ phải biết cách mở lòng, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn nữa. Nếu cứ giữ chặt tình cảm trong lòng, đối phương sẽ hiểu lầm bạn là một người nhàm chán hoặc không có tình cảm với họ. Tuổi Kỷ Tỵ sinh tháng 1, 3, 4, 8, 10 âm lịch. Đừng buồn khi mối tình đầu của bạn bị đổ vỡ. Có lẽ điều đó sẽ giúp bạn ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Điều đó cần thiết để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Đó là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Chính vì vậy, Kỷ Tỵ không nên quá đa nghi, ghen tuông mù quáng.
tuổi Kỷ Tỵ sinh tháng 2, tháng 9, tháng 10 âm lịch, đường tình duyên may mắn và thuận lợi, Kỷ Tỵ sớm tìm được một nửa của mình và xây dựng hạnh phúc gia đình. Nếu đã kết hôn, những người này sẽ có cuộc sống vô cùng sung sướng, hòa hợp. Gia đạo công danh, là người thông minh, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng, Kỷ Tỵ có thể đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực. Khi làm việc, họ tập trung cao độ và luôn giữ vững lập trường của mình. Sự phán đoán chính xác, nhạy bén giúp Kỷ Tỵ có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp của mình. Đằng sau sự thành công ấy là một con người không ngừng cố gắng phấn đấu và nỗ lực với ý chí kiên cường bền bỉ. Đã nhiều lần, Kỷ Tỵ phải trải qua cay đắng, gian khổ và cả những thất bại. Nhưng sự ủng hộ của người thân gia đình luôn là động lực để họ tiến lên phía trước. Dù không coi tiền tài vật chất, nhưng Kỷ Tỵ luôn đặt ra nhiều mục tiêu để phát triển và hoàn thiện bản thân. Từ 28 tuổi trở đi, Kỷ Tỵ mới có thể xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định, danh tiếng vẻ vang, được nhiều người biết đến. Dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng họ thường chia sẻ tài sản của mình với người thân. Những người gặp khó khăn, vì thế mà cuộc sống của họ chỉ ở mức đủ ăn, đủ mặc, chứ không mấy dư thừa. Nhưng ngược lại, Kỷ Tỵ lại làm được nhiều việc thiện để lại phúc đức đời sau cho con cháu. Mối quan hệ với những người thân trong nhà đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. May mắn, Kỷ Tỵ là những người khéo léo, luôn biết cách hòa giải và duy trì tình cảm giữa mọi người, nhờ đó gia đạo trở nên êm ấm, hòa hợp hơn. Tuổi Hợp làm ăn, Kỷ Tỵ là những người rất cẩn thận trong công việc. Trước khi quyết định một điều gì đó, họ sẽ suy nghĩ và tính toán kỹ càng, không bao giờ nóng vội, hấp tấp, quyết định đưa ra, dựa trên cảm tính là không có. Khi làm việc tập thể, Kỷ Tỵ luôn xuất sắc trong việc đóng góp những ý tưởng mới lạ, độc đáo, luôn là người tiên phong trong việc giải quyết những khó khăn thử thách. Chính thái độ nhiệt tình và yêu thích của mình, Kỷ Tỵ được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý và thán phục. Tuy nhiên đôi lúc công việc của họ gặp khá nhiều trục trặc và cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Lúc ấy sự hợp tác của những người tuổi Canh Ngọ, Ất Hợi, Nhâm Thân, Kỷ Tỵ là điều rất cần thiết. Đó đều là những tuổi hợp làm ăn giúp cho công việc của Kỷ Tỵ thăng tiến phát triển. Lựa chọn vợ chồng, tuổi kết hôn là một trong những yếu tố quyết định cuộc sống sau này của mỗi người. Nếu chọn tuổi hợp với mình, bạn sẽ sung sướng đầy đủ cả đời. Nếu chọn tuổi không hợp, bạn rất có thể cuộc sống sau này sẽ gặp khó khăn, thiếu thốn. Kết hôn với tuổi Canh Ngọ, Nhâm Thân, Bính Tý, Ất Hợi, Kỷ Tỵ, cuộc sống sung sướng, ổn định, vợ chồng hòa thuận, công việc thăng tiến. Nếu kết hôn với những tuổi trên, Kỷ Tỵ cả đời sẽ được hưởng thụ thanh nhàn, không vướng bận bất kỳ điều gì. Kết hôn với tuổi Đinh Hợi, Giáp Tuất, Mậu Thìn, cuộc sống ổn định, thu nhập bình thường, không mấy dư giả nhưng cũng không lo thiếu thốn. Bù lại, nếu kết hôn với những tuổi trên, Kỷ Tỵ sẽ có đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng một lòng yêu thương, con cái ngoan ngoãn, gia đạo hòa thuận. Kết hôn với tuổi Ất Sửu, Tân Mùi, Quý Mùi, Đinh Sửu, công việc và cuộc sống sẽ thường xuyên gặp phải những biến động thay đổi. Mối quan hệ vợ chồng đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Kỷ Tỵ cần phải bình tĩnh nhường nhịn hơn nữa mới có thể giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Những năm tuổi 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, Kỷ Tỵ không nên tiến hành những chuyện trọng đại trong cuộc đời như ăn hỏi, cưới xin. Bởi khoảng thời gian ấy bản mệnh kém may mắn, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn và nếu kết hôn sẽ không suôn sẻ thuận lợi. Tuổi Kỷ Tỵ là những người năng động, hoạt bát và nhiệt tình trong những hoạt động xã hội. Họ thường xuyên tham gia từ thiện, làm việc tốt giúp đỡ mọi người. Sự thật thà tốt bụng ấy khiến Kỷ Tỵ ghi điểm trong mắt đối phương. Dù được rất nhiều người yêu quý theo đuổi, nhưng họ vẫn chỉ chung thủy với một người duy nhất trong trái tim mình. Sinh vào các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 12 âm lịch, tuổi Kỷ Tỵ sẽ có nhiều thay đổi trong đời sống tình cảm. Tuổi Đại Kỵ, Kỷ Tỵ xung khắc với các tuổi Tân Dậu, Mậu Dần, Quý Dậu, Kỷ Mão, Ất Dần, Bính Dần, Đinh Mão. Bởi vậy, trong làm ăn hay kết duyên, vợ chồng cần phải tránh để có cuộc sống sung sướng, hòa hợp hơn. Nếu như đã kết duyên với những tuổi xung khắc, Kỷ Tỵ cũng không nên quá lo lắng. Để duy trì được mối quan hệ vợ chồng, bạn cần phải nhường nhịn, bình tĩnh và chia sẻ với đối phương nhiều hơn. Năm khó khăn nhất trong cuộc đời, vào những năm tuổi 24, 26, 28, 35 tuổi, Kỷ Tỵ sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở. Vì vậy, làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, chắc chắn, không nên phán đoán dựa vào trực giác, cũng không nên quá tin tưởng với người khác, kẻo bị lừa gạt. Ngoài ra, để tăng cường vận may, giảm thiểu những rủi ro xui xẻo, quý gia chủ có thể mang theo bên mình bát bảo tâm kinh để nương nhờ sức mạnh của Phật Pháp. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để tiêu trừ vận xấu. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau.
Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ, giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên, địa, nhân. Vòng trong cùng các bộ lục tự đại minh chú, Om Mani Padme Hum là cung nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn, nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng là pháp khí Bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để tiêu trừ bệnh tật, kỵ tà, hóa sát, chư phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành bệnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, kỳ tỵ là những người làm ăn ngay thẳng, thật thà và luôn cố gắng cống hiến hết sức mình. Công việc của họ sẽ thuận lợi, thành công mỹ mãn nếu như xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn, diễn biến từng năm. Từ năm 25 tuổi đến năm 27 tuổi, trong giai đoạn chập chững lập nghiệp này, kỳ tỵ cần phải cẩn thận, chậm rãi, chắc chắn trong từng bước đi của mình. Lựa chọn một ngành nghề phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân sẽ giúp bạn có một cuộc sống ổn định trong tương lai. Từ 28 tuổi đến 35 tuổi, 28 tuổi, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, có nhiều bước phát triển vượt bậc so với trước, thu nhập ổn định, cuộc sống dư giả. Đến năm 29, 30, 31 tuổi, tài lộc dồi dào, công việc may mắn hơn. Đây chính là khoảng thời gian lý tưởng để mở rộng mối quan hệ quy mô làm ăn, xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển toàn diện. Tuổi 32, kỳ tỵ cần đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, lợi dụng. Từ 33 đến 35 tuổi, công việc vẫn ổn định, cuộc sống sung sướng đủ đầy, tình duyên may mắn, gia đình hòa thuận. Từ 36 tuổi đến 40 tuổi, tuổi 36 công việc gặp khó khăn, khủng hoảng, sự nghiệp vì thế mà bị giảm sút đáng kể, tinh thần trở nên hoang mang, lo lắng. Tuổi 37-38, làm việc gì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ kỹ lưỡng, tập trung giải quyết công việc khó khăn của mình. Tuổi 39-40, công việc ổn thỏa hơn, khó khăn dần được đẩy lùi, tài chính cũng được củng cố. Trong độ tuổi này, đầy biến động và khó khăn, kỳ tỵ may mắn nhận được sự ủng hộ tiếp sức của gia đình, bạn bè thân thiết, đặc biệt là người bạn đời lý tưởng. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, khó khăn đã đi qua, cuộc sống sự nghiệp dần ổn định. Khoảng thời gian này, kỳ tỵ có nhiều tài lộc, khối lượng công việc hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, dù bận rộn làm việc, kỳ tỵ cũng nên dành thời gian để quan tâm, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, thu nhập bình thường chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình, không mấy dư giả. Thế nhưng kỳ tỵ vẫn hài lòng về điều đó vì họ có một gia đình tuyệt vời. Từ năm 51 tuổi đến năm 60 tuổi, đây là khoảng thời gian kỳ tỵ được nghỉ ngơi, thư giãn và bồi bổ sức khỏe của mình. Mọi cố gắng nỗ lực khi còn trẻ đã được đền đáp xứng đáng. Kỳ tỵ cần dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho gia đình, đặc biệt là con cái. Thưa quý vị, tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tin đoán cũng như dự liệu trước tương lai, sự nghiệp của mình. Có thể có những suy đoán dựa trên tử vi không chính xác một cách tuyệt đối 100%, nhưng đối với tất cả mọi người thì tính tương đồng của chúng là rất lớn. Vì vậy, mong rằng quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có sự chủ bị cho bản thân của mình trong tương lai. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn, tài lộc cũng như là vạn sự như ý tốt lành.